Xin chào các bạn, thì hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một cái thiết bị mà mình tận dụng những cái vật dụng trong nhà để mình làm cái khui chai sầu riêng. Thì thường thì nhà mình tới mùa thì mình sẽ bán sầu riêng, mình sẽ dùng cái kéo này để mình khui những trái sầu riêng như thế này. Nhưng mà về nâu về dài á, cái tay của mình á, nó bị đau cái ngón trỏ này với cái con gái khi mình ta tì vô này để người ta bậy thử nữa này thì nó hơi bị đau cái tôn ngón cái với cái ngón trỏ. Thì mình có làm một cái dụng cụ bằng cái mấy cái thanh sắt mà ở nhà mình có này. Ví dụ ở đây mình tận dụng cái thanh sắt này, mình sẽ hàn như thế này. Ở đây nếu mà các bạn nào muốn sử dụng thì các bạn có thể làm theo. Đây thì mình làm để như thế này. Đó. Ở đây thì nó có thể nâng lên hạ xuống được. Đây mình làm hai cái bản lề. Ở chỗ này thì mình chế một cái thanh sắt có thể đưa lên đưa xuống được với hai con ốc này. Đó. Đây là một cái bản lề mình sẽ đính như đây. Do là mấy cái thiết bị này mình không có chuyên về hàn nên là hơi bị đó. Thì ở đây thì mình đính hai con ốc để mình có thể nhấc lên nhấc xuống được và đưa qua đưa lại được này. Nguyên lý hoạt động là mình sẽ hy sinh một cái kéo như thế này, mình sẽ mài đi và mình lấy cái hai cái kéo mình sẽ hàn vô như thế này. Đây rồi, đó, nhấc lên thì nó như thế này. Đây mình sẽ để cái sầu riêng vô như thế này. Đây, khui sầu riêng thường người ta sẽ chích vô cái đằng chân này. Mình chỉnh cái vị trí này rồi mình khớp này vô đây rồi mình bữa ra thôi. Rồi sau đây mình sẽ quay cho các bạn xem quá trình mình bữa cái trái sầu riêng này đã nha. Đó. Chỉnh sao cho nó vừa. Rồi được rồi. Rồi hết rồi đúng không? Bánh hết rồi chưa? Rồi. Rồi đây. Bánh này em quay nào.